Chân dung người đàn ông bị chặt đầu giấu xác vào thùng rác tại Bình Dương. Chiều ngày 16 tháng 12, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng với Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện ba lô chứa một phần thi thể người bỏ trong thùng rác. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ cùng ngày, những người đi thu gom rác đến khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương thì thấy chiếc ba lô ở thùng rác. Một người mở ra xem thì phát hiện bên trong có túi ni lông màu đen. Khi mở tiếp bao ni lông, họ tá hỏa khi thấy đó là đầu người. Nhận tin báo, lực lượng công an thị xã Thuận An, công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị tổ chức nghiệp vụ đến phong tỏa hiện trường tổ chức điều tra. Ngày 15 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Văn Phi, 21 tuổi, quê Nghệ An, quê An Giang, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông N.V.D, 50 tuổi, quê Đồng Nai, hành nghề xe ôm. Theo lời khai, tối 26 tháng 11, nghi khi đi bộ đến khu vực ngã ba Vũng Tàu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đón xe ôm của ông D trở về phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Khi đến đoạn đường sau khu công nghiệp Dệt May Bình An, Bình Dương, thấy đường vắng, Phi dùng dao đâm nhiều nhát vào ông D, sau đó giấu xác nạn nhân trong bãi cỏ cách đường khoảng 10 mét. Gây án xong, Phi lục lọi lấy đi toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân rồi chạy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, thi thể người tài xế được người dân phát hiện và trình báo công an. Sau nhiều ngày truy tìm, công an bắt giữ được Phi.